Xin chào các bạn, tôi là Trần Trung đến từ tò mò.vn. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bài tập rất cơ bản trong quá trình xử lý ảnh cưới. Hiện nay, ảnh cưới được xử lý theo rất là nhiều phương pháp bởi vì nhu cầu làm ảnh cưới hiện tại đang rất là phổ biến. Chính vì vậy, các phương pháp được làm ảnh cưới cũng được truyền bá rất nhiều trên mạng. Hôm nay, tò mò.vn sẽ giới thiệu với các bạn một phương pháp tạo ra hiệu ứng màu trong ảnh cưới, giúp cho quá trình in ấn và thể hiện hình ảnh được sắc nét và đẹp hơn. Để bắt đầu, chúng ta có hình ảnh của các bạn là bạn Thảo và người yêu của bạn ý, hiện tại đang là chồng của bạn ý. Vì thế nên chúng ta sẽ dựa trên cái bản chụp của photographer cung cấp cho chúng ta như hiện nay thì chúng ta có thể thay đổi hoặc thêm như thế nào để cho bức ảnh được đẹp hơn. Dựa trên bố cục của bức ảnh, chúng ta thấy rằng là bức ảnh được chụp khá là chắc tay với sự xuất hiện của rất là nhiều bokeh ở phía đằng nền. Hai người yêu nhau cũng được chụp một cách rất là rõ nét. Bằng cách zoom tận cảnh, bạn sẽ thấy rằng là hình ảnh được chụp có được rõ nét hay không. Bạn hãy để ý cái vùng màu tóc của hai người vẫn được phân biệt bởi các vùng đen và vùng trắng. Bạn sẽ thấy rằng là độ sắc nét của bức ảnh đạt được chất lượng rất là tốt. Tuy nhiên, vấn đề của bức ảnh này gặp phải đấy chính là việc sắp đặt bố cục trong bức ảnh có rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất là khoảng thừa ở vùng ghế của hai người ngồi và bố cục tổng thể của bức ảnh hiện tại đang là khung hình hai người thì ở quá to so với tổng thể của nguyên nền rất là đẹp. Chính vì vậy, để bắt đầu, chúng ta sẽ thay đổi bố cục của bức ảnh bằng cách sử dụng lệnh crop. Lệnh này được biểu tượng ở phía bên tay trái của màn hình với phím tắt là C. Crop tool là công cụ dùng để cắt crop các bức ảnh. Hiện tại tôi sẽ giãn cái vùng ảnh cần thiết ra để có một cái bố cục chắc chắn và đẹp hơn. Như các bạn đã thấy, hình ảnh của hai người đang ở bên tay phải của màn hình và chiếm đến một nửa của khung màn hình. Chúng ta sẽ thấy rất xấu, vì vậy chúng ta sẽ đẩy hai người vào góc điểm vàng trong khuôn hình. Bạn sẽ thấy điểm vàng khuôn hình được tạo ra bởi hai đường thẳng chia khuôn hình ra làm 3 phần theo chiều dọc và chiều ngang. Tất cả các đối tượng nằm trên điểm vàng là nằm trên hai cái khuôn hình của đường thẳng đấy. Vì thế chúng ta sẽ đẩy nhân vật chính về phía góc bên phải của khuôn hình. Như bạn đã thấy thì bố cục hiện tại bây giờ rất chắc chắn. Tuy nhiên, ngoài cái phần màu đen bên tay phải và bên tay trái được tạo ra thì chúng ta sẽ phải xử lý các vùng màu đó sau khi chúng ta sử dụng lệnh crop. Ấn nút Enter để chấp nhận. Sau khi thực hiện xong vùng crop, bạn sẽ phải tạo ra các cái vùng ánh sáng nền để loại trừ đi các vùng màu đen do lớp background vừa tạo ra. Chúng ta dùng lệnh clone, phím tắt là S, clone stem tool, giữ chặt phím Alt để trỏ vào vùng bạn muốn lấy làm vùng màu nền. Sau đó phải chuột để chọn kích cỡ của brush. Bạn sẽ thấy rằng là kích cỡ ở đây đang tương đối nhỏ bởi vì dung lượng của ảnh này rất là lớn. Vì vậy chúng ta sẽ tăng cái kích thước của nó lên đến 700. Sau khi thực hiện xong, chúng ta bắt đầu bôi vào vùng màu đen do chúng ta vừa tạo ra. Tiếp tục giữ Alt, bạn sẽ thấy cái khoảng này bị kết thúc. Vì vậy chúng ta phải tiếp tục giữ Alt vào vùng màu tốt và trỏ vào vùng màu đen để ánh sáng được liên tục. Như các bạn đã thấy thì vùng ánh sáng được tạo ra bởi bokeh do thiết bị chụp ảnh rất là đẹp mắt.
Như bức ảnh chúng ta đang làm thì sẽ gặp phải một vấn đề, đó là khu vực của chiếc ghế này thì hiện tại chúng ta đang không có tồn tại ở trong cái mẫu ảnh của chúng ta. Vì thế chúng ta sẽ tạo ra một cái phiên bản khác của chiếc ghế nằm ở phía bên tay phải bằng cách lựa chọn, và bạn sẽ thấy chiếc ghế này là rất là đối xứng. Vì vậy chúng ta sẽ chọn vùng tồn tại của chiếc ghế ở bên tay trái, sử dụng lệnh layer. Layer via copy, viết tắt là Ctrl Z. Bạn sẽ thấy rằng là sau khi copy xong, chúng ta sẽ thấy cái vùng này nó nằm bên tay trái. Tuy nhiên, để có thể đặt được ở phía bên tay phải, chúng ta bắt buộc phải sử dụng lệnh Reflect bằng cách vào Edit, bạn sử dụng lệnh Free Transform, viết tắt là Ctrl T. Phải chuột vào vùng Free Transform, bạn dùng lệnh Flip Horizon. Tại đây chúng ta sẽ đưa vùng ánh sáng ảnh vào phía bên tay phải của màn hình, che đi cho vùng không tồn tại của chiếc ghế. Ấn nút Enter để chấp nhận. Bạn sẽ thấy rằng là có một sự khác biệt giữa cái vùng nối giữa dao của chiếc ghế bạn tạo ra và vùng không tồn tại. Vì thế nên chúng ta phải sử dụng lệnh xóa bằng phím E, phím tắt là E, hoặc là dùng lệnh cái tẩy Eray Tool. Tại đây bạn sẽ phải chuột để chọn kích thước của cái tẩy, vì là vùng này là vùng một vùng rất là bé nên bạn sử dụng cái brush tẩy cũng nhỏ thôi. Để có sự pha trộn một cách tốt hơn thì vùng opacity bạn nên để là 50%. Như các bạn đã thấy, vùng phía bên tay phải của chúng ta bây giờ không thể nào phân biệt được ảnh trước và ảnh sau nữa. Chính vì vậy, quá trình bố cục ảnh đến đây là kết thúc. Tuy nhiên, với bức ảnh này thì chúng ta vẫn chưa được hoàn thiện bởi vì ánh sáng hiện nay đang chưa được đẹp. Nhìn trên màn hình chúng ta sẽ thấy là khoảng bokeh ở phía bên tay phải đang rất là nhàm chán. Vì vậy, chúng ta nên có thêm một số cái hiệu ứng để khoảng màu này không còn là nhàm chán nữa. Chính vì vậy chúng ta sẽ thêm một ánh sáng giả ở phía vùng bên tay trái và phía trên cùng của bức ảnh bằng cách là tạo ra một lớp layer mới. Chúng ta gọi nó là ánh sáng giả. Tại đây chúng ta sử dụng lệnh gradient phía bên tay trái của khuôn hình, phím tắt là G. Bạn sẽ thấy rằng là đây là một lệnh đảo màu. Với một lệnh đảo màu này, chúng ta sẽ lựa chọn lệnh cái pattern thứ hai của lệnh đảo màu, đó là vùng màu từ vùng một màu chuyển sang vùng màu trong. Bằng cách lựa chọn như thế vậy thì chúng ta sẽ chọn màu trắng cho ánh sáng trắng và đảo màu từ vùng phía bên tay trái về phía cô dâu và chú rể. Sau khi thực hiện xong thao tác này, chúng ta sẽ thấy rằng là vùng màu phía bên tay trái đã tạo ra một cái ánh sáng rất là đẹp nằm ở phía trên cùng. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy rằng là ánh sáng này là hơi bệt và không thực sự là ánh sáng thật. Vì vậy, chúng ta sẽ thêm một phương pháp nữa để tạo ra một hiệu ứng ánh sáng giống như ánh sáng trời hơn bằng cách tạo ra một lớp layer mới. Đổ một lớp màu đen lên toàn bộ màn hình bằng cách chọn lệnh G, chọn Paint Bucket Tool, đổ màu đen lên trên toàn bộ màn hình. Tuy nhiên, như bạn đã thấy, khi chúng tôi đổ màu thì lại đổ trở thành màu trắng, do lựa chọn màu chúng ta đang chọn là màu trắng, là For Color là màu trắng, còn Back Color là màu đen. Vì vậy chúng ta sẽ đảo hai màu này cho nhau và đổ màu lên nền của màn hình để tạo ra một màu đen. Với màu đen tuyền này thì chúng ta mới có thể sử dụng được hiệu ứng ánh sáng bằng lệnh Filter Render Lensfire. Lensfire của Photoshop có 4 loại lensfire. Bạn có thể tùy ý lựa chọn để biết được hiệu ứng ánh sáng nào là hợp lý. Tuy nhiên, tại đây chúng tôi muốn tạo ra một lớp lensfire theo chuẩn 50-300 zoom bằng cách ấn OK. Như bạn đã thấy ở trên màn hình, hiện tại bây giờ chỉ có màu đen và màu trắng do mặt ánh sáng
hiệu ứng tạo ra. Để có thể hòa trộn được cái lớp layer này vào nền gốc của chúng ta sử dụng lệnh normal screen. Như các bạn đã thấy ở trên hình ảnh, cái ánh sáng chất lượng đã đẹp hơn rất nhiều bởi những cái hạt nắng do ánh sáng tạo ra và các cái vùng ánh sáng được tạo ra bởi ánh sáng khi chiếu trực tiếp vào ống kính. Nếu chúng ta tắt lớp ánh sáng này đi, bạn sẽ thấy cái sự khác biệt rất rõ ràng. Sau khi bạn thực hiện xong thao tác này thì bạn có thể thêm một số phương pháp hình ảnh khác bằng cách là bạn có thể chọn tạo một lớp hiệu ứng, layer hiệu ứng, chọn Hue and Saturation. Tại đây bạn có thể tùy chỉnh các hiệu ứng khác nhau, ví dụ như bạn đưa màu xanh hiện tại green trở về màu trắng bằng cách giảm saturation của vùng màu green đi và tiếp tục giảm tiếp saturation của vùng blue đi và giảm tiếp saturation của vùng yellow đi. Như các bạn đã thấy thì dựa trên việc tạo ra một cái lớp layer hiệu ứng với việc là tắt tất cả các cái màu từ vùng màu xanh cho đến vùng màu vàng, chúng ta sẽ được một bức ảnh chỉ còn lại vùng màu đỏ. Và vùng màu đỏ này cũng chính là vùng của khuôn mặt, vùng của tóc, nếu mà tóc của cô dâu hiện tại đang là màu vàng cam. Với hiệu ứng như hiện nay, chúng ta sẽ thấy rằng là cô dâu và chú rể rất là được nổi bật. Tuy nhiên rằng là khi mà in chất lượng với chất lượng in ấn thì mọi người sẽ muốn là cái ánh sáng nó có nhiều màu sắc hơn, thiên về màu trắng dành cho đám cưới. Vì vậy với cái lớp Hue and Saturation này, chúng ta sẽ để opacity ở 50, chúng ta chỉ chấp nhận nửa dòng màu của nó. Bạn sẽ thấy ánh sáng của vùng màu xanh, vùng màu vàng đã được đưa vào vùng màu chết. Và với cái ánh sáng này thì chúng ta sẽ thấy là trông nó sẽ rất là hiện đại. Bức ảnh vẫn chưa được hoàn thiện do nếu mà bạn để ý kỹ, ở phía dưới của bức ảnh đang có một quảng cáo của hãng bảo hiểm nhân thọ Cathay. Vì thế chúng ta phải remove quảng cáo này ra khỏi hệ thống khuôn hình để bức ảnh có thể đẹp hơn bằng cách tắt tất cả các lớp bạn vừa tạo ra, quay trở lại lớp phông nền và sử dụng lệnh select bao lấy toàn bộ khu vực có hiển thị lớp quảng cáo này. Sau khi lựa chọn xong, bạn dùng lệnh clone, phím tắt là S. Do đây là vùng màu nhỏ, vùng nhỏ nên bạn chọn cái brush của clone cũng nhỏ thôi. An và quay trở lại với hình ảnh, bạn sử dụng lệnh An để chọn vào vùng màu tốt. Và clone lên toàn bộ ảnh. Sau khi thực hiện xong, bạn dùng lệnh deselect là Ctrl D hoặc vào select deselect để loại bỏ vùng lựa chọn và bật tất cả các layer của chúng ta vừa mới tạo lên. Để thấy được sự khác biệt giữa ảnh đầu và ảnh cuối, bạn sử dụng lệnh Windows chọn History. Tại đây, bạn sẽ tạo ra một snapshot là hình chiếc máy ảnh ở phía cuối của bảng History. Quay trở lên phía trên của bảng, bạn sẽ thấy bức ảnh chụp và bức ảnh snapshot sau khi thiết kế xong. Như các bạn đã thấy, với bức ảnh đầu với màu sắc và bố cục đang khá là không cân đối và bức ảnh phía sau đã được xử lý hậu kỳ, bạn sẽ thấy rằng là hình ảnh cô dâu và chú rể nổi bật hơn và khi in ra ánh sáng trắng sẽ rất phù hợp cho ánh sáng của đám cưới. Và đây là phần kết thúc của bài. Xin cảm ơn các bạn. Tôi là Trần Trung từ tomo.vn.